Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với bản tin quân sự của kênh Phương Đông TV. Thưa quý vị và các bạn, giới chức công nghiệp quân sự Nga cho rằng tên lửa đạn đạo phóng từ trên không kh 47 m Kinza sẽ dễ dàng hủy diệt tàu sân bay trong sự bất lực của Mỹ. Vậy, sự thật ra sao? Đại diện tập đoàn đóng tàu thống nhất UAC của Nga cho rằng tên lửa siêu thanh kh 47 m Kinza ngoài khả năng tấn công các mục tiêu trên bộ còn có chức năng mới, đó là giật hạm, Đặc biệt đối tượng tác chiến của nó chính là tàu sân bay. Giới chức quân sự Nga đang mô phỏng tình huống tàu sân bay của các nước NATO mà cụ thể là Mỹ bị tấn công từ trên không bằng tên lửa siêu thanh kh 47 2 phóng đi từ tiêm kích MiG-31K. Phương án đang được xem xét chính là cuộc tấn công giả định vào tàu sân bay Lớp của Hải quân Mỹ. Con tàu có lượng gián nước 97.000 tấn, chiều dài 333 mét, thủy thủ đoàn là 3.200 người, cộng với gần 2.500 nhân viên hàng không, vậy điều gì sẽ xảy ra đối với một siêu hàng không mẫu hạm hạt nhân loại này hoặc tương tự nếu nó bị tấn công bởi một tên lửa siêu thanh Kh-47M2 kiên Quá trình mô phỏng được rút gọn thành sự lựa chọn điểm tiếp xúc của tên lửa siêu thanh với tàu sân bay, có tính đến khối lượng đầu đạn tên lửa Kh-47M2 là 500 kg và vận tốc tối đa giai đoạn công kích lên tới Mach 12. Theo báo chí Nga, các chỉ số của hệ thống tên lửa siêu thanh kh 47 m 2 Kinsa cho thấy ngay cả khi nhận được sự che chở của hệ thống phòng không tối tân, tàu sân bay Mỹ cũng không có cơ hội đánh chặn. Đặc điểm của hệ thống phòng thủ hạm tàu Mỹ nhằm chống lại máy bay không cho phép bắn hạt tên lửa siêu thanh. Nói cách khác, với một cuộc tấn công giả định, mục tiêu sẽ bị bắn trúng trong mọi trường hợp, chuyên gia Nga bình luận. Ngoài ra, kết luận mô phỏng còn cho thấy rằng đòn tấn công mang lại hiệu quả cao nhất không phải khi đánh trúng tháp chỉ huy mà vị trí này là ở trên bong tàu sân bay ngay cả khi tàu sân bay vẫn nổi sau cú đánh khả năng cất cánh của máy bay sẽ bị vô hiệu hóa do thiệt hại trên bong ngoài ra vụ tấn công còn có thể phá hoại ít nhất một trong hai lò phản ứng hạt nhân một tên lửa có đầu đạn nặng nửa tấn di chuyển với tốc độ lớn không chỉ có khả năng phá hủy các mạch tuần hoàn chất làm mát mà còn dẫn đến gây nổ lò phản ứng hạt nhân trong quá trình hoạt động của tàu sân bay Thực tế này cho thấy một cuộc tấn công bằng tên lửa siêu thanh kh 47 m Kinsa có thể đủ để tiêu diệt hoàn toàn không chỉ tàu sân bay dẫn đầu biên đội mà còn tất cả nhóm tàu tác chiến hàng không mẫu hạm, chuyên gia quân sự Nga cảnh báo. Nhưng ở trường ngược lại, có ý kiến cho rằng kh 47 m Kinsa thực chất là phiên bản phóng từ trên không của đàn 9M723 thuộc tổ hợp Iskander-M. Nó không được lắp đặt radar chủ động mà chỉ căn cứ vào hệ thống định vị vệ tình để chống lại mục tiêu tính. Kh-47-12 sa với hệ thống dẫn đường chủ yếu dựa vào vệ tình sẽ rất có tấn công chính xác các mục tiêu di động như tàu chiến, kể cả là một chiến hạm có kích thước siêu khủng như hàng không mẫu hạm. Bên cạnh đó, nó cũng không có khả năng bám biển hay thực hiện các đường bay phức tạp để đánh lừa hệ thống phòng không đối phương như tên lửa dẫn hạm thực thụ, mà chỉ đơn giản là thực hiện những cú bổ nhào có hiệu chỉnh Ngoài ra khi muốn phóng tên lửa thì MiG-31K sẽ yêu cầu phải bay thật cao và ở vận tốc tối thiểu Mach 2 để tên lửa đủ vận tốc cũng như độ cao ban đầu giúp nó có thể tiết kiệm nhiên liệu và đạt tầm xa cũng như hiệu suất tối ưu. Trong trạng thái như vậy, trước MiG-31K với kích thước lớn lại hoạt động từ cự ly xa sẽ dễ dàng lọt vào tầm giám sát của hệ thống phòng thủ Aegis, đánh mất ưu thế bí mật của tên lửa hành trình chống hạm. Cuối cùng, vận tốc Mars 12 của Kinsa, mặc dù đáng gờm nhưng vẫn chưa là gì so với SM3 Block 2A, sở hữu tốc độ tối đa Mars 15,25. Với việc bị phát hiện từ xa và không có khả năng bay bám biển, lại hướng thẳng vào mục tiêu, thì việc kh 4712 bị bắn hạ là điều mà hệ thống phòng thủ trên tàu sân bay và biên đội đi cùng có thể làm được. Do vậy, khả năng tên lửa KH-47-12 Kinsa sẽ dàng xuyên thủng hàng giao phòng thủ của biên đội tác chiến tàu sân bay Mỹ là viễn cảnh xa vời, không như những gì người Nga khẳng định. Trong một diễn biến khác liên quan đến tên lửa hành trình Nga, thì mới đây xuất hiện thông tin cho rằng tình báo Anh ớn lạnh tên lửa hành trình mới của Nga. Cụ thể, theo Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Anh, tên lửa Buravestnik của Nga có thể bay vòng quanh trái đất nhiều năm liền và sẵn sàng tấn công hạt nhân vào bất cứ thời điểm nào. Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng của Anh Trung tướng Jim Hockenhull đã lên tiếng cảnh báo các tên lửa hành trình Budovestnik hay Skyfall theo mã định danh của NATO, trang bị động cơ hạt nhân do Nga chế tạo có thể trú ẩn trong bầu khí quyển trái đất nhiều năm liền nếu cần thiết và luôn bộc lộ mối đe dọa thường trực ở bất cứ thời điểm nào. Moscow đang thử nghiệm một hệ thống tên lửa hành trình dưới âm mang động cơ hạt nhân có tầm tấn công toàn cầu và có khả năng tấn công bất ngờ từ bất cứ hướng nào. Tờ Telegraph dẫn lời tướng Hoken chia sẻ với các phóng viên tại trung tâm tình báo ngũ nhán tại căn cứ không quân Hoàng Sa Anh tại Whiten. Liên minh tình báo ngũ nhán bao gồm các cơ quan tình báo của Anh, Mỹ, Australia, New Zealand và Canada. Theo giám đốc cơ quan tình báo quốc phòng Anh, tên lửa Burevestnik của Nga có thể bay vòng quanh trái đất trong vòng nhiều năm và sẵn sàng ra đòn tấn công hạt nhân vào bất cứ thời điểm nào. Trung tướng Jim Hockenhund cũng cảnh báo Nga đã đầu tư nhiều nguồn lực phát triển các khả năng tác chiến gầm, trong đó có cả các tàu lặn không người lái có thể tấn công hạt nhân các mục tiêu xuyên hải hoặc thậm chí cả nhóm tác chiến tàu sân bay trên biển. Trong thông điệp liên bang tháng 3 2018, ông Putin đã gây chấn động cộng đồng quốc tế khi tiết lộ về một số vũ khí hạt nhân thế hệ tiếp theo mà theo như lời của chính ông là sẽ khiến lái chắn tên lửa của Mỹ trở nên vô tác dụng. Tại sự kiện này, ông Putin giới thiệu một đoạn video mô phỏng một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa bay vòng quanh trái đất hướng về bờ biển phía tây bang Florida, khu vực mà báo giới khi đó nhanh chóng xác định ở rất gần với khu nghỉ dưỡng Malago của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Bài phát biểu mà dù vấp phải nhiều sự chỉ trích quốc tế, nhưng đã gây được tiếng vang lớn trên khắp nước Nga. Với những ai trong vòng 15 năm qua đã cố gắng thúc đẩy một cuộc chạy đua vũ trang và tìm kiếm lợi thế đơn phương so với Nga, áp đặt các lệnh trừng phạt bất hợp pháp Nhằm kiềm chế sự phát triển của đất nước chúng ta thì tôi sẽ nói như thế này, không ai có thể kiềm chế được nước Nga, đã không ai muốn lắng nghe chúng ta. Vậy thì bây giờ, họ hãy lắng nghe đây. SSC X9 Skyfall là mã định danh mà NATO đặt cho tên lửa 9M730 Burevestnik của Nga. Năm 2018, khi nó chưa được đặt tên, ông Vladimir Putin đã mô tả đó là một tên lửa tàng hình bay thấp, tương tự như Tomahawk của Mỹ trang bị động cơ hạt nhân cỡ nhỏ. Ông Putin nói rằng các tên lửa này có phạm vi tấn công gần như không giới hạn và quỹ đạo không thể đoán trước. Có thể, Giám đốc Cơ quan Tình báo Anh đã có được nguồn tin riêng đáng tin cậy về sự phát triển vũ khí nguy hiểm này của Nga. Thông tin này sẽ là cú sốc lớn đối với các đối thủ của Nga. Khi thời gian gần đây xuất hiện nhiều lo ngại, do việc Nga thử nghiệm thất bại động cơ sử dụng nguyên liệu hạt nhân nhằm sử dụng cho tên lửa Burovestnitsk, Điều này phần nào đó chứng tỏ Nga đã và đang đi đúng hướng trong việc phát triển loại tên lửa có 102 này. Bản tin của chúng tôi đến đây xin phép được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.